thì ổn hơn mấy anh chỉ có mưa mà dùng ăn. Các bạn thấy bài hát vừa rồi sao ạ? Có hay không? Sao đâu người nghe âm thanh rất là nhỏ lý nhí từ đâu đó. Có hay không bên này ơi? What about this song? Anh bạn xác định hay không? Cũng được. Ở đây có bao nhiêu người hay đi hẹn phi ạ? Chó có không thấy mà tôi nghĩ là rất là đông á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chắc cũng 8 tỷ. Bằng một số khủng khiếp. Rồi, nói chung là nếu mà ai chưa đi á, thì bắt đầu từ ngày mai á, hãy lên Google. Không tối nay về lên Google search Hàng Thuyền ở đâu. Rồi ra nó ngồi đây thì sẽ biết được cảm giác quay xịn. Trở lại với Ramfest 2012, chúng ta sẽ đến với phần thi của 6 thí sinh còn lại. Ai đến được thí sinh tiếp theo lại không? Sao mà biết được đúng không? Cam bị rớt rồi. Cam rớt rồi. Tôi nói cam rớt rồi. Sau đây là V-Ray. Cho V-Ray một tiếng vỗ tay đi. Nó chơi. Ngày hôm qua bước ra đường ta còn an toàn. Tiền còn nhóm núi thì khó khăn ta không mang. Từ tay đi trước lướt thước và ta vẫn bước qua. Dù hôm qua lại ướt sức bước nhưng ta vẫn bước tha. Đời có bao lâu mà ta phải còn suy nghĩ. Dù ta là đi sẽ nhưng mà lặng lẽ làm chi vậy. Mặc người đời ta cứ lờ đi. Vì ta là vì quá việc ta chạy xe đôi ba đi. Xe ca đường thấy cả xe cạnh mẹ. Nhưng một chút nghĩ sao về cho khỏe. Vì cuộc sống này là do chính ta chọn lựa. Cũng như thấy còn một thì nhất thiết là đời cũng gắn mưa. Nhưng mà biết nó có lúc thăng đồ chậm. Đó là những khúc nhạc sẽ có lúc thăng và chậm. Biết bố thật nhiều thì thật đều tay. Nó có cách mà rap không biết thì lại thành tay. Trong ta có bao nhiêu đau thương. Hướng từ nhiều hướng nhưng cứ hướng cho qua mau tập. Quyền tiến tâm, tiền huyến ăn. Viện huyến thăm cậy mẹ sắp qua sắp trong 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 ta. Có bao nhiêu đau thương. Hướng từ nhiều hướng nhưng cứ hướng cho qua mau tập. Quyền tiến tâm, tiền huyến ăn. Viện huyến thăm cậy mẹ sắp qua xóa. Người ta nói sắp quy năng cuộc đời. Ta còn hai phần ba chứ từng tuần tới. Ta đồng cảm lên mắt mà dạy đời. Ai đem những gì mình biết viết thành những lời hay. Người là nhân nên phải biết học cả. Dù chiếc tờ như kỳ lớp cũng có lúc phải đọc ngã. Đừng có nhiều ân nhân nhưng vẫn còn hỏi. Sao vẫn còn vấn vấn đời của ta là còn hỏi. Ta trong sạch không thả như khi thăng vân. Thì chẳng ai cũng sẽ tàn gốc như khi thăng vân. Ta cứ đi nhanh chân không có che chân vân. Ta cày hết những công kỳ kỳ đang tranh phân. Cảm ơn.